Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ ngồi thật là yên, buông thư toàn thân và chúng ta sẽ lắng nghe ba tiếng chuông với hơi thở nhẹ của mình. Xin mời đội chuông cho Thịnh. Hôm nay sư cô Trăng tháng 8 là vị tri chung sẽ thỉnh chuông cho chúng ta thở. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Saka Mâu Ni. Kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay con được tăng thân sai lên đây để cùng chia sẻ với đại chúng. Con thấy ngày hôm nay là đại chúng các vị ở dưới phố mình lên tu viện, mà ngày hôm nay không có được may mắn là trời đổ mưa, mà mùa này trời ngày hôm qua là mưa suốt ngày, cũng may là hôm nay trời không có mưa như ngày hôm qua. Tuy là trời có mưa nhưng mà con thấy các vị vẫn giữ những bước chân của mình rất là đẹp và đi rất là thong thả ở trong cơn mưa. Và có những vị về tới đây vẫn còn không có dù để che, không có gì để che mình mà mình vẫn đi. Và về tới đây thì những cái áo của mình vẫn còn những giọt mưa khi con nhìn phía sau là con thấy. Và con thấy các vị hôm nay con cũng muốn là chia sẻ với quý vị, nhưng mà con quý vị hôm nay cũng rất là xui là vì con là vị mà chia sẻ dở nhất trong các vị giáo thọ ở đây, thì con rất là nhút nhát và cũng rất là ít nói, cho nên là vì tăng sai cho nên mình sẽ lên ngồi đây. Nhưng mà khi lên ngồi đây thì mình cũng thở rất là nhiều. Cho nên khi con đi thiền hành và con cũng đi như thế nào để mà mình tiếp xúc được cái hơi thở của mình, để mà mình bớt đi cái sự căng thẳng. Và cũng may là mình đi được những bước chân, rồi mình không vội vã, mình không hấp tấp, mình không bị cái gì nó đẩy mình, dù đó là trời mưa. Cho nên hôm nay con rất là cố gắng để chia sẻ với quý vị những gì mà con thực tập trong những năm qua. Và cũng ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng tháng 31 của tháng 3. Và con nhớ là năm ngoái cũng tháng 3, là đúng một năm mà con ngồi đây, thì năm ngoái con nhớ là con ngồi đây là giữa tháng 3, chứ không phải cuối. Là cái năm đó là cái năm mà con vừa mất một người em trai, trở về lại
con cũng được tăng thân phải lên ngồi đây để chia sẻ, và con cũng mạnh dạn hết sức vì con thấy khi mà con đi để lo tang sự cho em mình và thấy mình em mình chết trong một cái cách rất là bình an, thành ra về đây con cũng có rất là nhiều cái bình an. Nhờ vậy cái buổi chia sẻ đó con chia sẻ được, và mãi cho đến hôm nay là đúng là một năm là con lên ngồi đây, cho nên con cũng cố gắng hết sức. Và trước khi chia sẻ thì con xin mời đại chúng, tại vì khi mà mình những pháp môn của làng Mai rất là phong phú, giống như thiền hành, thiền tọa, rồi thiền ăn, nhưng mà quý vị lên đây có một ngày quý vị tu tập chưa có đủ, cho nên là chắc là con xin chia sẻ cho quý vị và mời quý vị để ngồi yên. Chúng ta sẽ ngồi tọa thiền trong 10 phút ha, với thiền hướng dẫn để chúng ta tiếp xúc với cơ thể của mình và thấy rằng là mình phải cần chăm sóc như thế nào để cho thân mình được khỏe và tâm mình được an. Mời quý vị, chúng ta sẽ ngồi thật là thẳng, đừng có thẳng, đừng có gồng gì hết, nghĩa là buông thư, nhẹ nhàng với toàn thân của mình, và có thể mình nhắm mắt lại để mình quán chiếu. Con hướng dẫn quý vị để mình quán chiếu những bộ phận bên trong của mình, để mà mình tiếp xúc và mình chăm sóc. Tại vì bên trong thân của mình, bên trong cũng là những cái bộ phận mà giúp cho thân thể của mình được khỏe mạnh. Con xin mời đại chúng. Trong toàn thân của mình, nó có 5 bộ phận chính rất là quan trọng. Đó là, ở trong Đông y người ta gọi là ngũ tạng, và 6 bộ phận nữa, nhưng mà thời gian không có. Hôm nay con chia sẻ về 5 cái bộ phận, hướng dẫn cho quý vị tiếp xúc với 5 cái bộ phận bên trong của mình mà nó luôn luôn có mặt và luôn luôn giúp để chúng ta được khỏe mạnh. Thở vào, tôi tiếp xúc với trái tim của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim của tôi. Vào, tiếp xúc với trái tim. Ra, mỉm cười với trái tim. Chúng ta sẽ thở 5 hơi thở. Quý vị có thể đặt tay phải của mình lên ngay trái tim bên trái và cảm được trái tim của mình đang đập và đưa những dòng máu đi vào khắp cơ thể của mình.
thở vào, tôi tiếp xúc với lá gan của tôi. Lá gan là bộ phận đem những chuyển hóa, những thức ăn và đưa vào những thức lành mạnh để cho cơ thể chúng ta được tiếp nhận. Vào tiếp xúc với lá gan, ra tôi cười, mỉm cười với lá gan của tôi. Thở vào, tôi tiếp xúc với hai lá phổi của con tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai lá phổi của tôi. Thở vào, tôi tiếp xúc với hai quả thận của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hai quả thận của tôi.
Thở vào, tôi tiếp xúc với bộ phận cuối cùng là lá lách của tôi. Và tôi mỉm cười với bộ phận ấy. Xin cảm ơn đại chúng. Con thấy quý vị ngồi rất là yên và con cảm được cái thiền đường này cũng yên lặng luôn. Không có một tiếng động hay là nhúc nhích gì hết. Có những lúc mà không biết quý vị có thường ngồi yên như vậy không? Chắc là ở ngoài rất là bận rộn mà mình không có thời gian được nhiều để mà mình trở về ngồi yên, để mình thấy được rõ những con người của mình từ bên trong, cũng như thấy rõ được nỗi khổ, niềm đau hay là niềm vui và hạnh phúc của mình. Bởi vì mình có rất là nhiều cái niềm vui và hạnh phúc để mình tiếp xúc. Cũng giống như năm nay quý vị biết là ở tu viện Lộc Uyển rất là đẹp. Ngày hôm qua vì trời mưa cho nên năm nay trời mưa nhiều, cho nên cây cỏ lá hoa đều vui mừng và tiếp nhận những giọt mưa để rồi đâm chồi nảy lọc lên. Và những đó hoa rất là đẹp. Hôm nay, ngày hôm qua mưa nhiều quá cho nên quý vị không có thấy được những cái đó hoa, mà nó không cần mình phải bón phân, không cần mình tưới nước gì hết, mà nó chỉ tiếp nhận giọt nước của thiên nhiên, của đất trời thôi, mà nó bừng nở lên. Quý vị ở trong ni xá của quý sư cô á, nó rất là đẹp. Cái những cái hoa mà mình không có trồng thì cái hạt giống đó nó bay rồi nó rớt xuống và nó ở dưới mặt đất. Rồi trời nắng như vậy nó cũng không chết, và nó chỉ chờ đợi những cơn mưa tới rồi nó bừng nở lên. Có một sư cô đi trong cái ni xá thì con rất là may mắn là được ở cái chỗ mà của phòng của thị giả sư ông, và con nhìn xung quanh hết khuôn viên của cái ni xá quý sư cô, và khi mà mở cửa ra thì con nhìn hết toàn vẹn cái khuôn viên của quý sư cô đang ở và thấy tất cả đều là hoa nở rất là đẹp. Và có một sư cô nói là hôm nay mùa này ni xá của mình giống như một cái thiên đường. Cho nên con thấy là mình rất là may mắn được ở một cái nơi mà mình thấy rất là bình yên. Cũng như là quý vị cũng thấy ở Lộc Uyển có một cái sự bình yên, cho nên cuối tuần dù cho mưa gió quý vị cũng không có nản lòng mà cũng vẫn lên đây
để cùng với các thầy các sư cô sinh hoạt một ngày quán niệm, để mình có rất là nhiều cái sự an lạc trong đời sống hàng ngày của mình. Thưa quý vị, hồi nãy là con có chia sẻ với quý vị về những cái bộ phận mà ở bên trong cơ thể của mình đó. Thì hôm nay con chia sẻ để mà mình làm sao để mà mình biết, để mà mình chăm sóc. Chẳng hạn như con có cái có được cái đồng hồ, nghĩa là cái đồng hồ này á là đồng hồ làm việc của những bộ phận bên trong của mình, cái giờ giấc, giờ nào bộ phận nào làm và giờ nào mình biết để mà mình giữ gìn để cho những cái bộ phận nó được tốt. Thì con bắt đầu từ lúc mà ở đây họ chỉ cho mình thấy là trong những cái bộ phận làm việc này, thứ nhất là cái bộ phận về về ruột già để mà nó thải độc, với lại tủy sống để nó tạo máu, là giờ đó mình phải làm gì, và mật thực hiện đào thải những chất độc thì mình làm gì để giúp cho những cái bộ phận này được làm việc dễ dàng và mình giữ gìn được những bộ phận này. Gan á, bài độc mình nên làm gì, giờ đó mình làm gì, và hệ miễn dịch họ nó cũng đương trong cơ thể mình, nó cũng đương làm việc, mà giờ của nó làm việc chứ không phải giờ nào nó cũng làm việc, nên cái giờ đó mình phải làm gì để cho cái hệ thống đó được làm việc tốt. Cũng như ruột non, ruột già, tủy sống, mật và gan và hệ miễn dịch của mình, là những cái bộ phận này nó nằm bên trong cơ thể của mình. Thì con thấy cái giờ mà hệ thống miễn dịch để mà đào thải những cái chất độc đi ra đó là bắt đầu từ 9 giờ đêm cho đến 11 giờ đêm, là 3 tiếng. Mà giờ này cái hệ thống bên trong của mình đang làm việc, mà giờ này mình làm gì để cho tốt? Thì mình thấy giờ này mình phải trong trạng thái yên tĩnh và thư giãn. Thì không biết là 9 giờ ban đêm, biết quý vị ở nhà có làm gì. Chắc giờ đó mình có khi mình còn ăn uống nữa, phải không? Đó. Mình đâu có rảnh rỗi. Nhưng mà thời xưa các vị họ sống, họ biết cách để mà sống, cho nên họ giữ được cái cơ thể họ không bệnh và sống lâu. Còn mình bây giờ mình không biết, cho nên mình sống không có giờ giấc. Và từ 9 giờ đêm cho đến 11 giờ đêm mà mình được nghỉ ngơi thì rất là khó, phải không? Đó. Nhưng mà trong tu viện các thầy các sư cô thì giờ đó là giờ phải chấm dứt, phải được nghỉ ngơi. Không có được 9 giờ là giờ đến bắt đầu là giờ coi như là mình không có làm việc gì nhiều, mà bắt đầu mình phải nghỉ ngơi. Và 10 giờ là chỉ tịnh, 10 giờ là tắt đèn, phải đi ngủ rồi. Đó. Không biết quý vị ở nhà 10 giờ có ngủ được chưa? Có ai ở nhà ngủ được bắt đầu 10 giờ? Hay quá, nghĩa là quý vị cũng biết được ha, để mà mình giữ gìn cái cơ thể của mình. Chứ có những gì quý vị biết là vừa rồi á,
con cũng được đi về Việt Nam để giữ đại tượng sư ông. Rồi thấy bây giờ nghĩa là 10 giờ đêm, 11 giờ đêm họ vẫn còn đi ăn uống, đi nhậu nhẹt ở ngoài đường. Thấy rất là tội, họ không biết thương cái cơ thể của mình, họ không biết thương cái hình hài của mình mà họ không có giữ gìn. Thì nếu mà mình biết được cái giờ giấc thì cái giờ đó mình phải buông hết mọi cái công việc, mọi cái tính toán, mọi cái lo âu gì hết để mà mình được thư giãn và yên tĩnh. Thì giờ đó quý vị cũng có thể tọa thiền, rồi quý vị ngồi thật là yên để mà cho cơ thể mình được nghỉ ngơi, để mà nó làm việc và nó đào thải những cái chất độc ở trong cơ thể mình đi ra. Thì cái hệ miễn nhiễm của mình nó rất là mạnh, cho nên những cái gì ở bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể mình thì cái hệ miễn dịch này nó đẩy ra và nó giúp mình ít bệnh. Và từ 23 giờ cho đến 1 giờ là gan thải độc. Thì giờ này mình phải ngủ thật là say. Đó, mình ngủ rất là ngon, giấc ngủ mình ngon thì cái lá gan nó khỏe lắm, nó được yên và nó thải ra những cái chất độc. Tại vì những cái gì thực phẩm mình ăn uống đi vào và nó chuyển hóa qua những bộ phận này để rồi nó đưa những cái chất máu tốt để cho mình những cái bộ phận bên trong mình nó được khỏe mạnh. Cho nên người nào, và cái lá gan này nó cũng là một cái rất là quan trọng, khi mà mình ăn uống mà mình không có giữ gìn nó thì nó yếu đi và nó không còn thải những cái chất độc. Và có khi cái gan nó bị xơ hay là nó bị yếu rồi đó, thì cái cơ thể của mình từ từ nó cũng yếu lần. Và cái bộ phận thứ ba để mà làm việc đó là từ 1 giờ cho đến 3 giờ sáng. Thì cái mật nó thực hiện đào thải những cái chất độc. Thì mình giờ này mình cũng ngủ rất là say, ngủ rất là yên. Thì cái mật nó mới làm việc được. Và nó giúp để cho cơ thể mình được khỏe mạnh. Và cái giờ từ 0 giờ cho đến 4 giờ. Từ 0 giờ đến 4 giờ đó là tủy sống tạo máu. Mình cũng phải ngủ thật là say. Thành nó bắt đầu từ 9 giờ mình đã nghỉ ngơi rồi. Thì ban đêm là cái giờ nghỉ ngơi mà quý vị biết chúng ta bị không có giữ gìn, cho nên không có biết, cho nên có những vị đi làm ca ban đêm và cũng thấy rất là tội. Tại vì ban đêm là cái giờ nghỉ ngơi mà mình trái đi, mình đi lo mình làm việc thì những cái bộ hại cho những cái bộ phận này rất là nhiều đó, là gan rồi mật rồi tủy sống. Cho nên những vị như vậy đó, họ không sống cũng được lâu và họ có nhiều cái bệnh hoạn. Và tới giờ từ 5 giờ cho đến 7 giờ là cái ruột già nó thải độc ra. Thì giờ đó mà mình trong một ngày mình đưa những thức ăn đi vào bao tử mình, rồi bao tử đưa xuống ruột non, rồi xuống ruột già. Và là cái giờ từ 5 đến 7 giờ mình không có thải ra. Và cái đường ruột của mình như vậy là nó yếu rồi. Đó. Cho nên ai mà có cái đường ruột tốt mà từ 5 giờ đến 7 giờ mà mình đưa những cái chất cặn bã mà đã lọc, đã lấy những cái chất bổ rồi, bây giờ những cái cặn bã nó đưa đi ra mà nó không ra ngoài, nó ở trong người mình,
thì mình cũng dễ sinh bệnh. Và bắt đầu từ 7 giờ cho đến 9 giờ là cái ruột non của mình hấp thụ những dinh dưỡng. Thì giờ đó mình làm gì? Là mình nên ăn sáng. Thành ăn sáng từ 7 giờ cho đến 9 giờ là mình ăn sáng. Thì cái thức ăn nó đi vào và cái ruột non nó hấp thụ và những cái dinh dưỡng nó đưa vào cơ thể mình. Thì lúc đó là giờ xong đó là cái buổi ăn sáng và cái buổi ăn trưa và cái buổi ăn chiều. Thì nó cái bộ phận của ruột non và ruột già làm việc để ngày hôm sau đưa ra ngoài. Cho nên cái hệ thống mà trong cái bên trong cơ thể mình nó rất là hay, nó rất là màu nhiệm. Mà đôi lúc mình không có chăm sóc nó, cho nên mình dễ bệnh, mình dễ thân mình nó không có được khỏe. Mà khi mà thân mình không có được khỏe thì sao? Thì thân mình với tâm mình nó là một, mà tâm của mình nó cũng ảnh hưởng cái tâm của mình. Mà nếu một ngày đó cơ thể mình mệt mỏi vì thức ăn hay là vì không có gìn giữ, cho nên là nó làm cho cái tâm của mình nó cũng ngồi mệt mỏi luôn, nó cũng không có ngồi yên được. Đó. Thì con chia sẻ để mà quý vị thấy được những cái gì ở bên trong cơ thể của mình. Mình biết cách để mình sống và mình giữ gìn, mình bảo vệ nó để mà nó còn đi theo với mình suốt một cuộc đời. Con thấy có những người không có may mắn, mình sống buông thư, ăn uống không có chừng mực và không có chăm sóc được thức ăn của mình. Và mình biết bên trong của mình những cái bộ phận nó làm việc và mình biết đưa những cái thức ăn nào lành mạnh đưa vào. Chứ nếu không thì nó cũng dễ sinh bệnh. Và thời ngày xưa các vị mà ăn uống rất là lành mạnh, còn bây giờ chúng ta ăn uống làm sao? Ăn uống bởi vì không nuôi dưỡng được thân của mình mà ăn uống bằng cái cách là cho ngon miệng, cho cái từ thức ăn mà thực phẩm mà mình không có nhìn rõ để rồi mình đưa vào nó dễ gây bệnh. Mà con thấy bây giờ thì có những vị nghiên cứu họ đã lên tiếng là những cái thức ăn mà mình ăn nhanh hay là những thức ăn có nhiều chất dầu, có nhiều chất béo mà mình không có cẩn thận mình đưa vào thì cơ thể mình nó rất là mệt mỏi và nó làm cho mình công phu hay là tu tập cũng khó mà đạt được cái yên tịnh. Cho nên trong thời của Bụt là các vị xuất sĩ chỉ ăn một ngày một bữa thôi. Còn ở giờ mình ăn ngày ba bữa. Và mình ăn rất là nhiều. Và thực phẩm bây giờ ở ngoài rất là dư dả. Cho nên đi đâu mình cũng thấy thức ăn. Mỗi khi thấy thức ăn á, thì cái thức mình thích ăn đó là tự nhiên cái thức ăn nó khuyến rũ mình, cho nên mình không có ngừng được mình ăn. Cho nên mình phải cẩn thận về cái sự ăn uống của mình để mà nuôi dưỡng cái hình hài của mình. Con thấy vừa rồi con có dịp đi thăm những vị, ba vị, mà một vị thì có mặt ở đây mà họ sống đến 100 tuổi, gần 100 tuổi, U100 đó, là gần 100 tuổi. Một sư cô mà con xin chia sẻ với đại chúng, đó là có mặt ở tại tu viện của mình ở đây là sư cô Hiền Hải. Sư cô đã bước vào cái U gọi là gần 100 tuổi rồi. Sư cô còn rất là khỏe mạnh và minh mẫn
Mà ăn uống, nghĩa là sư cô biết cách ăn uống. Đến bây giờ sư cô cũng chân thì nó hơi lớn tuổi, chân thì nó hơi yếu, sức khỏe thì nó cũng thiếu những bộ phận, những cái gì bên trong, thì lâu lâu cũng đi bác sĩ để mà cho thêm vào những cái chất sắt hay là thiếu những cái gì. Thành ở đây mình thấy là rất là đầy đủ, xứ Mỹ này chăm sóc người già rất là chu đáo, nghĩa là mình có bác sĩ, cho nên khi mà mình đến bác sĩ khám thấy thiếu cái gì thì bác sĩ cho vào cái đó. Cho nên là sư cô sống rất là khỏe mạnh, và thức ăn thì không ăn cùng với sư cô, thì sư cô xin phép để nấu những cái thức ăn mà sư cô ăn được, và sư cô tự nấu lấy. Và biết đưa vào mình những cái thức ăn gì, cho nên sư cô còn rất là khỏe. Và con cũng biết là sư cô hồi còn cách đây không bao lâu thì không có nhớ, thì sư cô chia sẻ với con là sư cô chỉ có một cái thận thôi, mà sư cô sống đến giờ đã 100 tuổi, gần 100 tuổi, còn mấy năm nữa là 100 tuổi. Thì mình thấy là rất là ngưỡng mộ sư cô, và rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc và sống ở trong tu viện với các sư cô. Cho nên các sư cô rất là trân quý sư cô Hiền Hải. Và con vừa rồi cũng có đi thăm một vị nữa, cũng trong cái ưu 100 tuổi. Thì sư cô đó là một sư cô cũng thông nghiêm. Trước kia thì sư cô cũng sống ở đây với quý sư cô, nhưng rồi sư cô yếu hơn sư cô Hiền Hải, cho nên con cháu của sư cô phải đem sư cô về và chăm sóc. Nhưng rồi sư cô con cái thì nó cũng bận công việc làm ăn, và phải đưa sư cô vào một cái nursing home để cho bên đó họ chăm sóc. Cho nên thấy rất là thương, rất là tội. Sư cô ở một mình trong đó, nhưng mà sư cô cũng còn minh mẫn, còn nhìn thấy, còn biết được. Con lên thì thăm sư cô và sư cô rất là mừng. Nhưng rồi mình cũng đâu có gần gũi được để mà giúp đỡ sư cô. Rồi kế đến con thăm một cụ ông này là cũng gần 100 tuổi, mà cũng còn minh mẫn sáng suốt, cũng đi bằng một cái walker thôi, chứ còn cái chân thì hơi yếu. Thì đó là thân phụ của sư cô Thoại Nghiêm. Còn rất là sáng suốt và minh mẫn. Khi sư cô đi xuất gia thì cụ còn hay, cụ ông cụ bà còn rất là khỏe. Nhưng gần đây mấy năm, cách đây 2 năm, thì sức khỏe của ba mẹ sư cô đi xuống, cho nên sư cô phải xin tăng thân trở về để chăm sóc ba mẹ mình. Thì khi trở về nhà thì sư cô mới phát hiện là ba mình có một cái chứng bệnh là có đường hơi nhiều ở trong cơ thể của mình, cho nên cái sức khỏe nó cũng từ từ nó đi xuống. Và từ đó sư cô có mặt ở gia đình, và sư cô chăm sóc những cái thức ăn và thức uống cho ba, cho nên ba giảm được cái lượng đường. Và ba của sư cô bây giờ thì đi nó hơi khó khăn thôi, nhưng vẫn rất rất còn minh mẫn và rất còn là sáng suốt. Thì con thấy là trong ba vị mà con được đi thăm vừa rồi đó, thì con trở về con mới nhìn lại mình năm nay cũng bắt đầu đi vào cái ô gọi là 70 rồi, chứ không phải còn trẻ nữa. Thì mình phải cố gắng để chăm sóc cơ thể của mình để mình đi đường được dài cùng với đại chúng. Cho nên con mới tìm hiểu và mới biết được là những cái gì nó sẽ giúp, từ thức ăn cho đến từ sống hàng ngày, cái giờ giấc mà con chia sẻ, để quý vị thấy là mình
phải làm như thế nào để cho những cái bộ phận, những cái cơ quan này nó được khỏe mạnh và nó được cùng với đồng hành với mình suốt cuộc đời của mình. Mình chỉ biết mà bao nhiêu năm nữa, nhưng mà biết được rồi thì mình phải cố gắng để chăm sóc. Cho nên con chia sẻ với quý vị. Và tiếp theo thì con cũng xin chia sẻ với đại chúng một sự thực tập mà con thấy con gặp được một bác đó khi con về làng. Con đi về làng năm 94 thì con gặp một bác lớn tuổi, và con nhìn ra bác là bác đã từng sống ở bên Úc với con, cùng một cái tiểu bang ở bên Úc. Và khi về thì gặp lại bác và thấy bác thực tập rất là nhẹ nhàng và tươi mát, và bác cũng sáng tác những cái bài bài hát mà bác đã thực tập thành công và đã viết trên một cái bài hát mà ở làng Mai khi nào những cái năm 95 trở lại thì ai cũng về làng, ai cũng biết đó là bác Tư. Thì khi bác chưa về làng thì bác là một vị rất là, trong một cái gia đình bác rất là độc tài, và bác dùng những cái độc tài của mình để mà sống với một người bạn hôn phối của mình và với những người con của mình. Và bác bảo hành, là một người mà kêu là bảo hành trong gia đình. Những người con của bác rất là khổ đau và không có nhìn nhận bác, rồi không có gần gũi được bác. Nên là bác rất là nóng tính và rất là bạo lực nữa. Cho nên con cái bác rất là thương bác nhưng mà không dám lại gần bác. Thì năm 1997, năm 1987, sư ông có qua Úc một khóa tu đầu tiên ở bên Úc. Và khi bác và gia đình của bác đến và tiếp xúc với sư ông, và bác đã thấy được những cái lỗi lầm của mình, và mình đã sống và mình mới bảo hành với gia đình, với những người con của mình. Cho nên bác từ đó bác về, bác tiếp xúc được lời dạy của sư ông, cách thức hướng dẫn của sư ông, và bác thấy bác có một niềm tin tưởng, và bác trở về và bác nói với gia đình là bác sẽ qua làng để mà thực tập. Thì lúc đó gia đình rất là mừng và đưa bác đi. Và bác đi qua làng, bác sống được 2 năm. Thì lúc đó con qua làng và gặp được bác. Thì lúc đó con thấy bác rất là vui và bác sáng tác những cái bài nhạc mà rất là đưa sự thực tập vào và rất là vui vẻ, rất là an lạc. Cái bài nhạc đó thì con sẽ mời quý sư cô lên để hát, để cho quý vị nghe một cái bài hát của bác Tư. Và con chia sẻ tiếp. Cái bài này nói về thiền hành. Con mời quý sư cô lên ạ. Xin mời cứ nói tiếp với trong khi chờ. Mời các sĩ em lên hát cho vui. Trong khi chờ đợi quý sư cô lên thì con xin được đọc để sư cô đặng nhiễm có thể giúp thông dịch. Bài hát tên là Thiền Hành.
Đây là bài hát mà bác Tư đã lấy từ đã đổi đã đặt lời cho một cái bài tạ dân gian của Việt Nam. Thở đều theo bước thảnh thơi, ta mỉm miệng nở luôn nụ cười. Đàng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời. Tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống. Bước điều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Vậy là sướng quả tiên trên trời. Cảm ơn các sư em. Kính thưa đại chúng, chúng ta ngồi ở đây, mình nhìn ra bên ngoài, mình không biết đại chúng có nghe tiếng mưa không? Trời đang mưa. Và mưa cũng đẹp, phải không? Con thấy ở làng, sư ông luôn tạo cho các thầy, các sư cô và cho những cái bài hát hay là những cái thư pháp, những cái gì để mình thực hành. Vì ngày hôm nay trời mưa cho nên là chúng ta cũng không có được cơ hội để mình pháp đàm hay gì. Thì chắc quý vị có thể ngồi lâu một chút ha. Dạ, con chia sẻ tiếp tục về bác Tư. Kính thưa đại chúng, khi bác về làng thì bác thay đổi hoàn toàn con người của bác,
và bác trở thành tươi mát. Rồi bác là một nhà giáo cho nên rất là nghiêm khắc với con cái. Cho nên con cái mà nói không nghe là bác nóng giận và bác dùng những cái gì nên con rất là sợ. Thì khi mà những người con của bác đưa về làng rồi đó, thì họ mới rất là bình yên để sống tiếp tục. Thì khi bác về và bác tiếp xúc được làng Mai, với việc năm đó là 94 con về, thì làng Mai cũng rất là đơn sơ và cũng ít chúng, cho nên rất là gần gũi. Và cho nên là con gặp lại bác, con thấy lúc trước con cũng có tiếp xúc biết gia đình của bác, và những người con của bác cũng chia sẻ cho con về cái sự mà bạo hành là của bác ở trong gia đình. Khi mà qua bên đó thì con thấy một người hoàn toàn thay đổi trên khuôn mặt, rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng, chứ không còn có những cái mà nghiêm khắc. Nên nhiều khi mình tu tập mà mình thay đổi được cái diện mục của mình đó, thay đổi được khuôn mặt của mình và thay đổi tánh tình của mình và thay đổi cái tâm của mình luôn. Thì bác vui và bác hạnh phúc quá. Và bác thấy là những năm tháng mà sống trong gia đình vừa qua đó, bác có lỗi gia đình rất là nhiều. Và bác thấy mình thực tập đã thành công, thì bây giờ mình phải đem cái thực tập này để về mà mình giúp cho gia đình mình, giúp cho những người bạn, cho người bạn đời của mình cũng như những đứa con của mình. Thì bác mới báo tin là bác sẽ về. Thì con của bác sợ lắm, lo lắm, không biết là bác có bác về bác có trở lại như xưa không, cho nên không có tin tưởng bác. Thì những người con của bác mới đi qua tới làng để đón bác. Thì lúc đó bác rất là tha thiết, bác muốn về để mà chuộc lại những cái lỗi lầm ngày xưa bác tạo ra. Và khi những người gia đình của bác qua tới bên làng gặp bác thì mới rất là tin tưởng và rất là có cái niềm hạnh phúc khi mà bác đã tu tập thành công như vậy. Thì lúc đó sư ông với đại chúng ở làng rất là thương bác, nhưng rồi bác cũng muốn về để giúp gia đình. Cho nên bác đi về. Mà khi bác về được một năm thì bác phát hiện bác có một cái bệnh. Bác phát hiện ra cơ thể mình bắt đầu từ từ yếu. Và đi bác sĩ, và bác sĩ khám ra thì biết là bác có một cái chứng bệnh nan y. Nhưng mà khi bác thực tập thành công cho nên bác chỉ yếu thôi, chứ không có triệu chứng gì nhiều. Mà bác vẫn thanh thản, an lạc trong cái sự sống hàng ngày của mình. Cho nên bác biết, thì khi bác sĩ mới nói là những người con của bác nên báo cho bác biết là bác có cái chứng bệnh ung thư về gan như vậy. Nhưng mà con của bác thì không muốn cho bác biết, nên là xin bác sĩ là không có nói với bác. Thì lúc mà bác yếu lần thì khi mà bác đi vào nhà thương thì bác rất là bình thường. Bác sĩ rồi cũng thấy là một người mà mang cái chứng bệnh đó nó sẽ là gây cho mình đau đớn ở trong cơ thể của mình. Nhưng mà đối với bác nó rất là bình thường, nó không có cái dấu hiệu gì đau hết. Rồi bác sĩ rất là ngạc nhiên, rất là lạ. Là sau đó thì ở trong bệnh viện bác cũng đi thăm những người bệnh xung quanh, và bác chia sẻ những cái pháp môn chỉ thở thôi, theo dõi hơi thở, và cho những cơn đau nó không có đến với bác.
Bác thấy cơ thể mình yếu thôi chứ không có cái dấu hiệu gì hết. Nhưng mà những người con không cho bác biết vì cái căn bệnh đó. Nhưng mà bác sĩ mới nói là cho bệnh nhân nên biết. Nhưng mà con thì nói là không có muốn. Cho nên vì bác không có biết mà cái chứng bệnh đó và bác sống với nó. Nhưng mà với hơi thở, với nụ cười, với cái sự hạnh phúc của bác thì chuyển hóa được những cơn đau. Mà nếu như người mà không có thực tập á, thì mỗi lần cái cơn đau nó lên là nó đau lắm. Con cũng từng biết những vị mà mang những cái chứng bệnh đó là khi mà mình hết cái cơ thể mà nó mòn mỏi mà hết rồi đó thì nó đau đớn kinh khủng lắm. Mình cho nên đối với bác thì bác không có thấy cảm thấy đau, cho nên bác sĩ y tá rồi cũng rất là ngưỡng mộ bác, nghĩa là bác còn nói chuyện, bác còn đi chăm sóc những người bệnh nhân xung quanh nữa. Thì một bữa đó bác ăn một cái món gọi là ở Việt Nam mình nó kêu là hột é đó. Cái gì biết là cái nó giống như hạt chia vậy đó. Thì khi bác ăn cái đó thì bắt đầu tự nhiên trong cơ thể của bác là lúc đó là cái chất đó nó vô và nó làm cho lá gan của bác không có còn hoạt động tiếp nhận nữa, cho nên bắt đầu từ đó máu nó mới trào ra và bác mới nói với con cháu bác đó là đừng có ăn cái món đó nha, nghĩa là ăn cái món đó vô á là nó sẽ bị ói ra máu, rồi bắt đầu từ đó thì cái lá gan của bác nó không còn nữa hoạt động được nhiều, cho nên từ từ cơ thể lần lần bác yếu. Và khi bác ra đi thì bác đi rất là nhẹ nhàng, không có những cái đau đớn trong cái cơ thể hình hài của bác. Và cũng cho nên là bác sĩ y tá, những cái người mà tới giờ phút cuối cùng mà nó đau đớn như vậy đó thì họ phải chích những cái thuốc gọi là kêu giảm đau, nhưng mà đối với bác thì không có đó. Cho nên bác đi một cách rất là nhẹ nhàng và từ đó thì gia đình của bác rất là thấy một cái sự thực tập rất là tinh chuyên và thành công của bác, cho nên những người con của bác rất là biết ơn sư ông làng Mai và biết ơn làng đã mấy năm mà bác đã ở bên đó để tu tập, để chuyển hóa. Chứ nếu như không có gặp được sư ông, không có gặp được làng Mai thì bác vẫn còn cái tánh mà nóng giận như vậy, rồi gia đình không có được hạnh phúc và những đứa con rất là khổ đau. Cho nên bác, gia đình của bác cũng rất là may mắn là được gặp sư ông, cũng như gặp được pháp môn thực tập thôi, rất là đơn giản, chỉ hơi thở. Và cái hơi thở của mình nó là sự sống rất là quan trọng, cho nên mình biết cách để mình thở, để rồi mình sẽ giúp để mà cho sức khỏe của mình, cho hình hài của mình và bên trong cũng như là thân tâm của mình được an lạc, được bình yên. Giống như là hàng ngày chúng ta biết cách để chăm sóc cái hình hài mình đương có thì mình sẽ có một cái sức khỏe không có đau ốm. Mình biết cách đưa vào những cái thực phẩm nào để mình nuôi dưỡng cho thân thể hình hài của mình. Còn mình biết cách để mà mình ngồi yên tĩnh lặng để chăm sóc cái tâm của mình, để mà tâm mình được yên, tâm mình không có đau, gặp những cái việc mà đau khổ, luôn luôn mình tiếp xúc những cái niềm vui. Giống như hồi nãy quý vị nghe quý sư cô hát cái bài mình thức dậy mình đã nhận diện những gì bộ phận trong mình của mình vui hết. Đó. Và mình thấy mắt mình vẫn còn sáng, mình vẫn còn nhìn được những người thương xung quanh của mình, và tai của mình
vẫn nghe được âm thanh, những tiếng và mũi mình ngửi được những mùi hương, những mùi thơm giống như là của đất trời, của thiên nhiên, đều là những cái sự nuôi dưỡng mình hết. Đó. Cho nên khi mình có những nỗi khổ niềm đau thì mình tiếp xúc được trời xanh, mây trắng, những người bạn thân thương của mình, và những người đó mình cũng giúp cho mình để mà mình giảm những bớt những cái căng thẳng. Cho nên khi chúng ta đến cái cảnh giới này là chúng ta có một cái hình hài này rất là quý và khó tìm được. Cho nên mình được thân làm người rất là khó khăn lắm. Cho nên thời của Bụt, quý vị biết là Bụt hỏi, Bụt có nói là mình có được cái thân thể này, cái hình hài này là khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Thì Bụt ví giống như là một con rùa, mà quý vị biết con rùa mù mà nó sống 100 năm ở dưới một cái biển mà nó không biết làm sao để nó đi vào bờ, mà nó gặp một cái bọng cây, mà quý vị biết cái bọng cây đó là mục nữa, thì làm sao nó bám được cái bọng cây mục mà nó lại mù nữa, mà nó đi vào bờ thì làm sao nó vào được? Quý vị thấy vào được không? Rất là khó, khó lắm. Đó. Thì Bụt cũng ví giống như mình có được cái hình hài này là khó lắm, không phải dễ. Mà được làm, cho nên Bụt mới nói là khi làm được thân làm người, mình phải biết quý trọng. Và mình biết là khi mà mình hết mình mãn cái hình hài này, rồi mình có còn cái phước để mà mình trở lại được cái hình hài như bây giờ nữa hay không. Đó. Cho nên mình còn được sống ở trên hành tinh này và được có cái hình hài này, dù bây giờ mình 70 tuổi, 90 tuổi hay là 20 tuổi hay 30 tuổi, mà mình nhận thức được hình hài này rất là quý, thì mình phải nương vào cái hình hài này để mà mình làm cho cái tâm mình nó được yên, và mình cũng tạo thêm những cái phước lành để cho đời sau mình còn được trở về lại được cái hình hài này. Với tất cả với cái tâm mà mình thương yêu tất cả mọi người và mọi loài chúng sanh đang có trên hành tinh của mình. Cho nên cái việc mà con thấy tất cả những sinh linh đều sống ở trên cái hành tinh này đều là có một cái sinh mạng, có một sự sống mà mình phải biết chấm tôn trọng nhau. Còn thực phẩm thức ăn mà mình ăn có hàng ngày đối với một con người đó là ngũ cốc và những cái thức ăn lành mạnh, chứ không phải những thức ăn mà mình ăn về súc vật, thực phẩm của sinh vật nữa. Đó. Cho nên trong đạo Bụt giúp cho mình để mà mình ăn chay, mình ăn được thực phẩm ngũ cốc hay này kia thì cái cơ thể mình nó mới là đúng. Còn ăn những cái thực phẩm mà của sinh vật đó, thì nó không có, nó tuy là nó cũng có một cái sinh mạng, nó cũng có sự sống, mà mình nỡ giết hại nó để mình ăn thì mình thấy mình cũng có lỗi và mình cũng tạo những cái nghiệp. Cho nên là ăn được những cái thực phẩm mà ngũ cốc đó, thì nó rất là tốt để giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh. Còn ăn những cái thực phẩm mà của súc vật này kia đó là nó chỉ béo bổ, nó làm cho cơ thể mình thêm những cái chất gì đó, nhưng mà nó cái tinh thần của mình nó không có được sáng suốt minh mẫn. Cho nên khi mà mình dùng thực phẩm chay
thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình lành mạnh rất là nhiều. Không biết là quý vị lên đây với quý thầy, quý sư cô, quý vị ăn thực phẩm quý thầy, quý sư cô nấu, quý thầy thấy có ngon không? Và tuy là nó là ngũ cốc, nhưng mà quý vị biết là các thầy, các sư cô nấu bằng cái tâm của mình nữa. Cho nên là mỗi một buổi Chủ nhật là có một đội nấu ăn, là các sư cô, đội nấu ăn của sư cô sống sư cô và đội nấu ăn của sống với thầy, hai đội chung với nhau để nấu. Thành ra bữa ăn rất là lành mạnh, và dù là ngũ cốc thôi, nhưng mà cái tâm mình để vào đó và mình làm với hết cái tấm lòng thì tự nhiên cái thực phẩm nó rất là ngon và nó lành mạnh nữa. Thì đó là những cái thực phẩm mình đưa vào để nuôi cái thân này. Còn cái tâm mình làm sao? Là mình biết buông bỏ hết những cái lo lắng, suy tư, buồn chán, khổ đau. Mình cho nó, buông bỏ nó xuống hết. Mình buông nó xuống để mà mình sống trở về với cái tâm yên tịnh, lặng lẽ, thanh thản, nhẹ nhàng của mình đó. Mà mỗi trong con người chúng ta ai cũng có hết. Mà rồi mình lại quên mất mình, để mình đi tìm, đi kiếm những cái gì ở bên ngoài, mà mình thấy ở trong tâm mình có những cái an lạc, những cái bình yên. Cho nên trở về lại với tâm của mình để mình nếm được cái nguồn an lạc bằng cách là quý vị phải ngồi thật là yên, theo dõi từng hơi thở của mình và tiếp xúc với nguồn năng lượng mà trong mỗi chúng ta ai cũng có. Đó là một cái sự bình yên, sự an lạc. Cho nên con thấy sư ông có những cái câu mà nhắc nhở mình đó, là con có một cuốn lịch mỗi ngày, một tờ của Làng Mai mà năm nay. Thì mỗi một cái tờ lịch, trong mỗi một cái ngày đó thì có một cái câu của sư ông, mà cái câu ngày hôm nay con đọc được đó để mà con chia sẻ với đại chúng. Đó là sư ông nói: không có cái sức mạnh nào lớn hơn, không có nên đi tìm sức mạnh nào lớn hơn những cái sức mạnh giống như là tiền tài, danh vọng, vật chất đầy đủ ở bên ngoài. Đó là những cái mà mạnh nhất của con người mình, đó chính là cái sự an lạc. Thì khi con đọc cái câu nhắc nhở mỗi ngày như vậy, và con cũng thực tập, cho nên khi hàng ngày mà mình được trở về với chính bản thân mình và mình tiếp xúc được cái nguồn an lạc đó, thì cái đó mới là cái mà giúp cho mình mạnh nhất. Còn những cái tiền tài, danh vọng, vật chất, thức ăn, ăn ngon này kia, nó là một cái phụ thuộc thôi, mà nó không có giúp gì mình có cái niềm vui, một đời sống và an lạc. Và luôn luôn mình phải có một cái tâm từ bi, mình thương tất cả mọi người và mọi loài chúng sanh. Thì con có một chị bạn ở bên Úc. Cách đây hai bữa thì con có điện về hỏi thăm chị, và chị báo tin là chị có một con chó mới vừa qua đời, và chị nhờ là con hồi hướng để cầu nguyện cho con chó đó được siêu thoát. Thì con cũng biết con chó đó, khi chị nuôi nó thì nó sống với chị được 10-15 năm. Và khi nhận nó chỉ là một em bé mới vừa sinh ra, và bạn của chị đem tới, thì chị thấy tự nhiên mấy con chó con như vậy đó, tự nhiên có một con chó nó chạy tới chị. Thì chị nghĩ đây là con chó mà nó có duyên với mình, và chị đem về và chị đặt tên cho nó là Daisy.
và chị coi nó như một đứa con của chị. Và chị lấy cái họ của chị đặt tên nó là Daisy Nguyễn, và chị gửi qua cho con là nó mới mất ngày 29 tháng 3 2024. Nó sống với chị được 15 năm. Chị nhận nó là 2008. Thì khi cái năm 2009, con có một cái công việc phải về Úc để nhận một cái trung tâm để bắt đầu có của làng mai bên Úc. Thì con có ghé thăm chị và được gặp con cháu nhỏ đó. Nó rất là dễ thương. Và nó thấy mình nó cũng rất là vui. Nghĩa là nó biết được tâm tính của mỗi người. Mà người nào mà rất là dễ thương với nó thì nó lại gần. Mà người nào cái tâm tính không có dễ thương á, thì nó không có chịu. Cho nên chị con biết được nó. Rồi cho đến năm cách đây cũng mấy năm, con cũng có về thăm và được thấy nó lớn lên. Và mới ngày hôm kia thì chị báo tin là nó mất. Mà chị thương nó dữ lắm. Nghĩa là nó như mà là một người bạn và một người con của chị vậy đó. Chị chăm sóc rất là chu đáo. Nghĩa là nó bệnh cái gan, chị cũng đem vô bệnh viện để giải phẫu cái lá gan của cho nó. Rồi chị ăn cái gì thì nó cũng được ăn cái đó. Cho nên khi nó mất, chị rất là buồn. Mà khi buồn nhưng mà chị cũng rất là lo cho nó đầy đủ. Thì chị kể cho con nghe là nó mất rồi thì không biết làm sao, nên mình phải đem đi cái chỗ để mà thiêu nó. Thì chị liên lạc tới cái chỗ mà thiêu mấy con súc vật đó. Thì thời gian này là thời gian ở bên Úc là ngày lễ, kêu là lễ Easter đó. Cho nên là cái chỗ đó đóng cửa, chị rất là lo, không biết làm sao. Thì may mắn sao mà chị liên lạc được một cái người làm ở trong đó, và họ kể cái việc của chị, cho nên họ nói thôi, họ cũng có thể giúp chị và sắp xếp để cái ngày mốt ở bên đó, thì ngày mai của mình ở đây thì sẽ đi thiêu nó. Và chị cũng làm đàng hoàng lắm, như một cái con người vậy đó. Và chị hỏi con là cái nghi thức mà mình cầu nguyện cho nó làm sao, thì gửi cho chị và chị thì con thấy lần mai có những nghi thức coi như là y như một con người vậy đó, là tụng bài gì để cho chị tụng và chị cầu nguyện cho con Daisy. Và con thấy rất là chưa thấy một người nào mà có cái tâm thương súc vật như vậy và chăm sóc con vật. Cho đến khi từ khi mà nó mới chào đời, nó sống với mình, nó không phân biệt nó là một con thương vật mà nó giống như là một con người, mà đứa con của chị. Để chị nói với con là con của chị nó vừa mới mất, thì con mới biết là một cái người mà có cái tình thương đối với súc vật như vậy thì rất là hiếm. Thương cho đến lúc mà nó bây giờ đó, thì chị cũng không biết làm sao, để chờ đợi đến cái ngày mốt để mà đem nó đi thiêu. Thì chị mới kể cho con là bây giờ chị phải làm sao trong mấy ngày mà giữ cái xác của nó. Thì chị mới nghĩ ra một cái cách là chị lấy cái tủ lạnh của chị đó, tủ lạnh mà cái freezer mà đựng đồ ăn á, chị lấy ra hết và chị bọc nó lại. Và chị khoe với con là chị để nó vừa y trong cái tủ lạnh đông đá của chị. Và chị để đó đặng ngày mốt mà cái ngày mà chị đem nó đi thiêu. Thì con thấy một cái việc làm có một vị mà chưa từng thấy chăm sóc cho một con vật cho đến từ khi mà nuôi nó cho đến ngày cuối cùng mà trọn vẹn như vậy. Thì con rất là phục chị, rất là thấy là cái tình thương của chị đối với một súc vật mà đối với mình thì mình chưa có được cái cách nào như vậy. Còn chị đó thì chị dùng hết cái tình thương của chị và chị bảo vệ cho đến khi mà hình hài của nó không còn, cho đến lúc mà
đi thiêu nữa. Đó, và chỉ còn nói là mỗi một lúc mà cầu nguyện của nó thì mình phải làm cái gì. Thì lúc đó con cũng chỉ vẽ cho chị đầy đủ hết. Đó. Cho nên cuối cùng thì con cũng thấy trời cũng đã yên rồi và thời giờ nó cũng gần hết rồi. Con cũng xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ ngày hôm nay. Và con cũng nguyện rằng cầu trên Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị có sức khỏe, có niềm vui và an lạc. Và mỗi cuối tuần được về đây để tu tập với các thầy, các sư cô, để đi những bước chân thiền hành trong những ngày nắng ấm, hay là có những buổi ngày hôm nay trời mưa mà quý vị vẫn giữ đi được những bước chân an lạc như vậy. Thì mỗi tuần mà mình đi nuôi dưỡng được một ngày như vậy thì về mình sẽ được an lạc nhẹ nhàng trong một tuần lễ. Và cuối tuần nữa mình sẽ gặp nhau. Xin cảm ơn đại chúng. Dear.